Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân. Trước hết, cho phép tôi thay mặt bà con nhân dân thì nhà trân trọng cảm ơn và biết ơn các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt để đến chung vui, và đặc biệt là đến thời điểm này đang có mặt chung vui với niềm vui chung của nhân dân và cán bộ thị trấn Thanh Chương. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con nhân dân, ngày 27 tháng 10 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã có quyết định số 141 thành lập thị trấn Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của xã Đồng Văn, xã Thanh Ngọc và xã Thanh Đồng. Từ đó đến nay, thị trấn Thanh Chương đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các nguồn lực khác để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Để ghi dấu ấn chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của thị trấn, chào mừng lễ công bố 555 năm danh xưng Thanh Chương và kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Được sự nhất trí của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị trấn Thanh Chương, đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và đón nhận quyết định công nhận thị trấn Thanh Chương đạt chuẩn đô thị văn minh. Tổ chức trọng thể buổi lễ này là để đánh giá lại những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân thị trấn trong 40 năm qua, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của thị nhà và định hướng những chủ trương, giải pháp chủ yếu để phát triển trong thời gian tới. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trên con đường tiếp tục đi lên của quê hương. Về dự chỉ đạo buổi lễ này, chúng tôi xin nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính giới thiệu các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Đoàn đại biểu cấp tỉnh xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Ngô Đức Kiên, Tổng biên tập báo Nghệ An. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mai Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp tỉnh về dự chung vui với thị nhà, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong buổi lễ trọng thể này, do bận công tác không thể về chung vui với thị nhà, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã gửi lãng hoa tươi thắm về chúc mừng buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đoàn đại biểu cấp huyện xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp huyện.
Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện nghỉ hưu trên địa bàn. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là con em thị trấn đang công tác tại cơ quan cấp huyện cũng đã về chung vui tại buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Các đại biểu đơn vị bàn và các nhà tài trợ, xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là bí thư, chủ tịch của 37 xã trên địa bàn huyện Thanh Chương. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, phường Nghi Hải, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò cũng về chung vui với thị nhà. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại diện Hội đồng hương Thanh Chương khu vực phía Nam, đại diện các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em thị trấn Thanh Chương đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài về chung vui tại buổi lễ hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tại thị trấn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thảo Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn, trạm y tế, công an thị trấn, ban chỉ huy quân sự thị trấn. Xin trân trọng kính giới thiệu các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức của thị trấn qua các thời kỳ, các ông bà là dâu rể cơ quan Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư chi bộ, khối trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện cho các chi bộ, chi hội, chi đoàn tại 7 khối, cán bộ khối qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, đảng viên, đông đảo bà con thị nhân dân thị trấn đã về tham dự buổi lễ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là phóng viên báo Nghệ An, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông huyện về dự và đưa tin buổi lễ. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt và những lắng hoa tươi thắm của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn. Xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, suốt chiều dài lịch sử cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, huyện Lý Thanh Chương đã trải qua nhiều lần di dời từ sách Thổ Chu về xã Lương Trường rồi lên Rồ cho tới sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Từ tháng 7 năm 1954 đến nay, huyện Lý Thanh Chương được đặt tài dùng, nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trung tâm huyện đã được đầu tư xây dựng như khối cơ quan đảng, khối cơ quan chính quyền cấp huyện, doanh trại quân đội, xưởng nông cụ Quyết Thắng, nhà máy giấy, nhà máy đường, kho lương thực, bách hóa tổng hợp, trường cấp 3. Ngày 19 tháng 3 năm 1965, Mỹ điên cuồng ném 499 quả bom phá, hơn 1.000 quả bom bi, 13 quả bom cháy và rất nhiều đạn rocket, làm 28 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, đường xá, nhà xưởng, trường học bị phá hủy nghiêm trọng, dùng trở thành đống đổ nát, hoang tàn. Năm 1975, chiến tranh kết thúc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay, dùng được hồi sinh từ một miền đất chân vênh, manh mún, chắp vá, hôm nay đã trở thành một đô thị khang trang, sầm uất, đô thị văn minh, với những thành tích đáng được trân trọng và tự hào. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, tại buổi lễ này, chúng ta sẽ được xem phóng sự truyền hình thị trấn Thanh Chương 40 năm một chặng đường, thay cho bản báo cáo tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của thị trấn. Sau đó là công bố các quyết định quan trọng về công nhận các danh hiệu, về công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt, đồng chí Tình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện, thay mặt cho đoàn đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện sẽ có bài phát biểu quan trọng, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm của phong trào trong thời gian qua, định hướng những chủ trương, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân,
trong không khí trang nghiêm, vui tươi, phấn khởi, với niềm tin tưởng mạnh liệt vào tương lai tươi sáng của đất nước và quê hương thị nhà, tôi xin trân trọng tuyên bố lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn Thanh Chương, đón nhận cờ thi đua của chính phủ và quyết định công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh chính thức khai mạc. Kính chúc quý vị đại biểu cùng bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.